Xin chào cả nhà, chào các bạn. Mình đang đi trên đường Hoàng Diệu và mình đang đi tìm người đàn ông khùng nha cả nhà. Người đàn ông mà bán bỏng ngô để nuôi bà con ăn học á. Bây giờ mình đang trên đường Hoàng Diệu, mình đang tìm tới ngã tư Nguyễn Hữu Hảo. Mình đi tìm chú khùng, người bán bỏng ngô vừa bán vừa nhảy nha. Bây giờ cả nhà đi theo chân mình đi tìm chú ấy nha. Rồi đi thôi. Nguyễn Hữu Hảo chưa ngã tư trên quá trời. Nguyễn Hữu Hảo đây rồi, để ghé ngã tư nào hỏi thử ấy. Quay đầu lại đúng không? Để chờ giờ ghé chỗ nào hỏi thử để đi xe nha. Thử đi ngã tư trên à, mình nhớ giống hoàng ngã tư trên bên kia rồi. Mình nhớ ngã là nó có nằm ở chỗ nào đâu mình không. Mình giới thiệu thôi. Đây là ngã tư Hoàng Diệu với Nguyễn Hữu Hảo nha cả nhà. Mà không biết là chú bán chỗ nào, không biết từ giờ này chú còn bán không. Để bây giờ mình thử đi qua bên kia đường xem nha. Rồi cái nút quay màn hình lại rồi đó. Rồi đi. Ngàn. Ngàn nó giật cái điện thoại này xong luôn. Mấy người ngồi hỏi về bé này, bé nhìn xinh đấy. Em cho anh hỏi thăm cái chú mà khùng bán bỏng ngô ở chỗ nào em biết không? Có cái chú mà bán bỏng ngô mà nhảy ngoài đường á. À giờ không thấy bán ở đây nữa hả? Đóng bên rồi. À có nghĩa là hay đi chuyển lưu chiều đó đúng không? À. Đóng rồi. Cảm ơn em nha. Bye bye cái coi. Bye bye cái coi. Bye bye. Bye. Đây. Chào đâu em với Hương à. Chào các bạn nha. Hiện tại là chú ấy di chuyển nhiều nơi. Nên là do mình không có số điện thoại cho nên mình đang đi tìm để xem có thấy chú ấy bán ở đâu không. Mình nghĩ chắc ở quanh khu này thôi. Do chú ấy bán di chuyển đến nhiều nơi nhưng mà do mình không biết địa chỉ á. Mình tới được cái điểm đầu tiên chú hay bán rồi nhưng bữa nay không thấy chú bán đấy. Thì bây giờ mình thử đi một vòng quanh cái khu vực Nguyễn Hữu Hảo với Hoàng Diệu để xem có tìm thấy chú ấy không nha. Có lúc ở bán ở bên cầu bên kia. Nghe đồn là đi đó đóng phim rồi mà. Đóng phim rồi. Chắc là bên Khương Dừa cho đóng phim luôn á. Dạ. Nghe đồn đóng phim. Chợ Hoa Tết kìa. Để vào nếu không có thì vào chợ Hoa Tết luôn. Ra bến Vân Đồn là quay. Bến Vân Đồn quay chứ em thấy trong đây có gì đâu. Đây là có cái chợ Hoa Tết nha các bạn. Ra bến Vân Đồn có quay cho đã. Mình đang ở khu vực Khánh Hội nha cả nhà. Quận 4. Tới gần cái đầu cầu kia không thấy là quay lại. Sẽ gặp nha cả nhà. Hy vọng là sẽ gặp chú để xem chú ở đâu nha. Còn nếu không thấy thì chắc là chắc là mình đi quay vườn hoa cho cả nhà coi. Quay đầu lại quá, kiếm chỗ quay đầu lại. Ở đây là cầu ấy nha các bạn. Cầu Khánh Hội á.
công an đuổi chú lên này, chú chạy hả? Công an à, vậy là giờ chú đi qua Nguyễn Thái Học đúng không? Có chỗ làm bây giờ chú qua lại. À, giờ quay lại Nguyễn Thái Học, bây giờ con đi cùng với chú qua Nguyễn Thái Học luôn. Đây nha các bạn, là mình đã tìm thấy chú bán bổng ngô nha. Đây là cô đúng không? Thì con Nguyễn Thái Học nha các bạn. À, bây giờ hiện tại bây giờ mình đã tìm thấy cô chú bán bổng ngô nha. Mình đang đi từ nãy giờ mình đi tìm từ sáng giờ không thấy, từ trưa đến giờ chứ. Tìm từ trưa đến giờ không thấy. À, do công an đuổi cho nên là cô chú phải rong đuổi khắp các nẻo đường nha các bạn. Cô chú đi nhưng mà do bị công an đuổi cho nên giờ cô chú phải đi này. Đó, các bạn thấy không? À, qua đường nha. À, mình có đi tìm cô chú suốt từ trưa đến giờ nhưng mà không thấy. Bây giờ mình đi sang đây thì gặp cô chú ở bên đây. Thấy chú ướt hết áo kìa. Nãy giờ chắc nhảy nhiều lắm hả cô? Nhảy giờ luôn hả? Thôi vất vả nhỉ. Ướt đâm mất đìa đi. À, cô chú từ sáng giờ bán ở chỗ nào? Bán từ đây công an đuổi. À, công an đuổi à? À. Chạy ngoài, ông chạy ông bị chết. À. Bán có mấy cái bổng ngô mà sao đuổi ta? À, cái này là không. Cái việc này là đúng, đúng là cái việc làm sai phạm trước pháp luật nhà nước. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tức là có những mấy công an đuổi là đuổi đi, tôi chạy sợ chạy. À. Mà sợ mấy bắt thâu chứ không. Cái việc làm này là đúng theo cái quy định của nhà nước. Dạ. Cho tôi á là cho nghèo khó tôi làm được bảy. Dạ dạ dạ. Tôi kêu là chấp hành mọi lệnh cái tên. Dạ. Của nhà nước đưa ra thì tôi chấp hành. Dạ 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 dạ. Mà mấy anh chú nói chung là mấy chú công an đuổi là đúng, đúng không? Đúng, mình đây là mình do mình nghèo khổ quá. Đúng rồi, do mình khó khăn quá cho nên mình làm nó hơi quá tí đúng không? Cho nên đây là việc làm này là sai. Nhưng mà do là Dạ. Có thổi nào chú đi đóng tiền rồi chứ. Sao chú mấy này không mấy này sao chú? Đây các bạn, cô chú bán bổng ngô mà vừa bán vừa nhảy ngoài đường đây này. Đây, bây giờ mình quay lại cho các bạn coi nha. Vừa thấy các cô chú ở bên. Cô chú ấy nói là mấy chú công an đuổi là đúng chứ không phải là sai, nhưng mà do mình đi muốn bán một ít. Dạ dạ.